các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn nha. Hôm nay Phùng Tấn sẽ giới thiệu cái chia sẻ về cái nước làm nước nổ Thái. Để chuẩn bị được cái nước nổ Thái thì trước hết là mình phải chuẩn bị một cái nước ninh xương dân dùng. Mình chuẩn bị 2 lít. Cái nước xương ninh xương này thì chắc là ai biết ninh rồi. Nhưng mình nói qua là xương thì các bạn mua cái xương ống thì ninh nó sẽ được ngon nhất hơn. Các bạn trần xương xong rồi rửa sạch xương vào cho vào ninh. Sôi thì các bạn vân nhỏ lửa và hớt bọt. Ninh ít nhất phải tầm nửa tiếng thì nó ra được cái ngọt. Còn có thể ninh 3-4 tiếng thì được thì càng tốt. Mình sau khi mình ninh xong thì mình được lấy nước xương mình dùng 2 lít này. 2 lít nước xương cho một nồi nước nẩu. Thì cái mình chuẩn bị cái gia vị để nó xào lên là có ớt sừng, ớt chỉ thiên, ớt chỉ thiên 1 quả và ớt sừng 1 quả nhỏ, hành khô, tỏi, tiền và xả. Và cái này thì đồ này thì để mình cho vào cái nồi mạ để cho nó đẹp, nhìn nó hấp dẫn hơn. Cái ngô thì cho vào nát cho nó ăn cho nó ngọt nước. Cái này thì mình cho thêm ít cốt nước dừa này. Với cái cốt chanh. Cốt chanh thì quả to thì vẫn các bạn lấy 1 quả, quả nhỏ thì lấy quả rưỡi là vừa một nồi nước. Đấy, mình cho vào đây. Rồi cái lúc nào mà cái nồi này để lúc nào mình nấu xong nước nổ thì mình đổ ra đây. Cái gia vị để nấu được cái nồi nước nổ thì mình chuẩn bị các cái gia vị này. Mình chính này. Mình chính 15g. Hạt nêm 20g. Nước mắm 10g. Và hai cái này là cái một cái này là cái sa tế Thái. Cái này là cái tôm dăm Thái. Đây hai cái này đây. Cái này là tôm dăm Thái này. Đó là cái này. Mình lấy ra sẵn đây. Còn cái này là sa tế Thái. Đây, sa tế Thái thì hộp của nó đây. Đấy, to. Bây giờ mình cho vào mình xào với các cái này lên. Tắt hết. Bây giờ mình cho vào mình xào nhé. Các bạn nhớ xem thấy hay thì ủng hộ kênh Phùng Tấn để Phùng Tấn lấy cái động lực làm các video tiếp theo nhé. Phương ơi, Phương ơi, bao thái cho chú quả cà chua. Ngày nào cũng làm đến lúc làm video cứ hay bị quên. Cho cà chua cả. Chắc là lâu không lên video 4-5 ngày hôm nay không lên, giờ lên nó nên là làm video nó run, quên mất. Các bạn thông cảm nhé. Rồi mình thái quả cà chua cả. Đây xào thì các bạn xào nhỏ lửa cho cái này dơ lên. Xào cái này trước xong rồi cho cà chua vào trong. 1 quả thôi. Nào các anh có cháy mất tỏi, mất hành của chú thế nào? Cái video này chắc là hay, chắc là nhiều người xem lắm đây. Nhiều người ủng hộ đăng ký kênh lắm đấy. Đây cho đây chú. Đấy sau khi xào xả với đường với tỏi nó thơm rồi thì các bạn cho cà chua vào đảo rồi sau đó rau màu một tí. Thì cái này nếu mà sợ cháy thì có thể tám một tí nước vào. Sao chỉ có qua thì thôi là các bạn có thể cho nước vào được.
khi cho nước rồi thì các bạn cho các cái gia vị này vào. Mắm này, mình chính này, hạt nêm thì các bạn cho vào, các bạn ngoáy ngoáy hoặc là hòa tan trước ở cái môi này thì nó dễ tan hơn nha, bởi vì hạt nêm này nó không như mình chính, nhất nên ta để nếu các bạn cho vào thì mình đảo mắm gì cho nó tan, mà nó cũng tan được một miếng nắng ở dưới. Ớt sa tế Thái, cái này quên mất không được cái đũa rồi. Cái này nó khó tan này. Mình cho ra bát đây là dính quá, bát không quên nó không đúa rồi. Sau khi cho sa tế vào cái màu ấy, nên rất đẹp rồi, để cho nốt cái tôm dâm Thái vào. Ai mà ăn được cay nhiều thì tăng cái sa tế Thái lên. Cái tôm dâm Thái thì nó không cay, cái tôm dâm Thái thì chỉ có chua thôi, chua và hơi ngọt ngọt một tí. Đấy, cái video này thì nào thì quên nhiều thứ quá, quên cái cà chua rồi quên cả cái mì đường. Cái đường thì đường phèn thì mình hay cho đường phèn nhé. Cái này thì có thể cho đường kính, đường trắng được. Đấy, nhưng mà mình cho cái đường phèn thì nó cái độ ngọt của nó sẽ dịu hơn. Cái độ ngọt của cái đường ấy thì tùy thuộc vào vùng miền. Nếu như các cái vùng miền mà họ thích ăn ngọt thì có thể tăng luôn đấy, cái ngọt nhiều thì cho ít đường phèn thôi, cho nó dịu cái nước thôi. Đấy, như vậy là xong. Bây giờ mình đổ ra nồi. Trong nồi này thì mình có, lúc này là mình có hành tây này, ngô này với lá chanh, ít gốc hành vào cho đẹp. Cái nồi nẩu của mình nhìn màu sắc nó như thế này, màu đỏ của cà chua, của sa tế và màu xanh của hành, nói chung là đầy đủ sắc màu, nhìn bắt mắt. Còn cái chanh thì mình không muốn cho vào nồi nước dùng, mình cho trực tiếp vào đây, nhưng mà ăn thì luôn lên nó, bởi vì là cái chanh thì nó cho vào cái thì nó hòa vào nước thì nó cơm nó đều luôn, chứ không phải cần thời gian. Các bạn thì nhớ xem, nếu mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của Phùng Tấn, ủng hộ Phùng Tấn để Phùng Tấn các video tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.